đứng kế bên cạnh mình đây là một chiếc 350i, và ngày hôm nay thì shop đồ chơi xe máy Sơn Quận Nhất sẽ tiếp tục update full đồ chơi cho con xe này. Thì nếu như các bạn chúng ta đang băn khoăn về một địa chỉ uy tín để có thể nâng cấp những cái món đồ chơi cho chiếc 350 các bạn, thì các bạn có thể tự tin ghé shop Sơn Quận Nhất, địa chỉ là 191 Nguyễn Chí Thanh, phường 12 quận 5. Ngày hôm nay con xe này sẽ update những gì thì mình sẽ liệt kê cho các bạn ngay sau đây. Và tất cả đồ chơi ngày hôm nay sẽ update cho con 350i này nằm trên bàn hết trước mặt các bạn đây. Và Phương sẽ liệt kê cho các bạn dễ chúng ta dễ quan sát. Đầu tiên đó, một cặp HPA trái phải dành cho phục ô liền đã update sẵn trước đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cặp heo rất là chất lượng từ Rambo, đó là heo Rambo Billet 4 bit trước và sau. Rồi, về cặp tay phanh thì chủ nhân ưu tiên lựa chọn là tay Rambo RCS Kosakota mẫu bên trái là 16 và bên phải là 15. Cực kỳ dịu nhẹ cho heo 4 bit và heo 2 bit. Về cùm tăng thì chủ nhân sẽ dùng cùm Domino XM 2 dây gai màu vàng, và bên mình sẽ bấm lại cái đầu dây ga bằng những cái đầu ơ cho nó mới lạ, độc lạ ha. Rồi nâng cấp lên đĩa Rocking Italy trước và sau, lút tình lay cho H350 không cần chế gì hết, bên mình có sẵn hết nha các bạn. Rồi xe sẽ update bô xăng lửa, không thể thiếu mô bin sườn MSD mã là B88228. Rồi, và để gắn được tất cả heo thì bên mình đã có CNC sẵn bát cho những dòng heo 2 bit và 4 bit trước sau, gắn không cần phải chế gì hết ha, bên mình có sẵn luôn, mắt đọc ABS chuẩn xác. Đây là bát bên mình có sẵn. Rồi bây giờ thì Phương sẽ cho các bạn coi được quá trình lắp đặt tất cả những chi tiết đồ chơi này lên chiếc 350, các bạn chúng ta cùng xem nha. Câu hỏi mà các bạn rất là băn khoăn đó là tổng thời gian mà bên mình sẽ thực hiện hết tất cả chi tiết đồ chơi trên chiếc một chiếc 350 này từ trong ra ngoài sẽ mất bao nhiêu lâu, thì mình xin hứa với các bạn là rơi vào tầm khoảng từ 6 đến 8 tiếng. Thì các bạn chúng ta có thể bỏ xe lại và đi công chuyện, hoặc là các bạn chúng ta có thể ngồi đây xem trực tiếp, bên mình sẽ lắp đặt trực tiếp cho các bạn, và những chi tiết nào các bạn chưa giữ ý thì bên mình sẽ chỉnh cũng như là thực hiện lại theo đúng như yêu cầu các bạn